Em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Em là bên kênh bán hàng HTK. Thì hôm nay em giới thiệu cái cặp vuột trước của quay S10 mà đĩa. Thì vuột trước của quay S10 á, đĩa này nè, mang cái mã là KVV. Thì mình có thể triển khai gắn cho những đời xe quay S10, những đời xe chế đĩa thẳng, và gắn được cho những đời phu chờ ít, phu chìa mập nè, rồi phu chờ led. Thì mang cái mã này hết những cô chú anh chị thì mình có thể triển khai gắn. Đây là cái thương hiệu là SKB. SKB là một cái thương hiệu sản xuất phục trước đó. Đây là một cái cặp phục thì gắn rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Thì em đang bán cặp phục này là 550.000, 550.000 nha cô chú anh chị. Thời sẵn em sẽ kéo xe đo một cái chiều dài để cô chú anh chị có thể gắn gì xe chế độ. Cái ti này thì nó bằng với ti quay game nữa hết nha cô chú anh chị. Thì mình khỏi nói cái ti nó đơn giản, mình kéo từ đầu nè, từ đầu lên tới đây là tới tâm lỗ. Tâm lỗ là 42, tâm lỗ là 42. Và camera quay xuống cái tâm lỗ 42 nè. Đó, từ đầu cho tới cái tâm lỗ là 42 nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu cái mã phuộc sau của quay S10. Đặc biệt cái phuộc sau của quay S10 là cái lò xo nó sẽ thưa hơn. Cái chiều dài từ đây xuống đây thì nó sẽ bằng với phu neo, với phu ít, phu mập rồi đó. Thì chiều dài nó bằng hết, mình thấy phân biệt cái khác cái vỏ lò xo thưa này nè. Thì có vẻ như 110 thì giống như trọng lượng xe nó yếu hơn người ta làm, có thể nhúng nó yếu đi một người rất là ngon nha cô chú anh chị. Thì em đang bán cái phục sau này của thương hiệu là BAB. Thì em cũng không giấu gì cô chú anh chị có trụ sở tại đâu luôn đó. Thì BAB nè. Đó. Rồi tiếp theo em sẽ đo cái chiều dài của cái thanh phục sau cho cô chú anh chị xem. Thì mình đo hai cái tâm lỗ thôi nha cô chú anh chị. Nè, tâm thì em dịnh giữa tâm nè. Tâm sau cho tới tâm này là 32 nha cô chú anh chị. 32,5 đi. 32,5. 32,5 á. Đây nè cô chú anh chị, nhờ camera quay cận cái số 32 giùm. Đó. Rất là đẹp nha cô chú anh chị, mình sẽ giới thiệu sơ lại nè, cô chú anh chị thấy. Rất là đẹp luôn. Cái này là như zin hết á. Nhìn người ta làm á, thiết kế như zin hết, mà không phải gọi là giả zin như có cái gì chứ gì. Thì ở đây nè, có công ty người ta thì không phải là gọi là giả zin, còn giả zin là không có công ty như cô chú anh chị, thì không có tên công ty thì cũng nguy hiểm. Còn cái này là công ty người ta, mình không nói bậy được đâu, công ty người ta, cô chú anh chị có thể đánh trên Google. Thì mình cũng giới thiệu là cái phục trước nè, mình cho cô thấy anh chị thân rất là mập luôn, thì có mã số rồi nè. Cái này làm người ta làm giả, người ta không có kỳ công gì, người ta làm những cái đó, cô chú anh chị thấy rất nét, rất đẹp. À, em xin cảm ơn các cô chú anh chị, các anh chị cô chú anh chị mà mua hàng thì liên hệ theo số 0866830039 hoặc cái số em ghi trên tiêu đề ạ.